Ok, chào mừng quý vị các bạn trở lại với channel của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại Honda Auto Bắc Ninh. Thì như ở video trước mình đã review khá là chi tiết về phiên bản Honda Brio mới ra mắt được khoảng 2-3 tháng hiện nay. Tại video trước thì nó là phiên bản cao cấp nhất RS OP1. Thì đứng cạnh mình đây nó là phiên bản G, có thể hiểu là phiên bản thấp nhất trong 3 phiên bản mà Honda Việt Nam đang phân phối của dòng Honda Brio hiện nay. Thì sơ qua nhanh về chiếc xe Honda Brio phiên bản G này thì có thể thấy ngay ở đây điểm nhận biết khá là dễ khi so sánh các phiên bản, là phần giá nóc. Giữa các phiên bản xe thì duy nhất trên phiên bản RS OP1 thì giá nóc không xương đen như mình nói ở video trước. Tặng phiên bản này nóc sẽ được sơn theo màu gốc sơn của xe. Hiện tại thì Honda Brio đang được phân phối với 5 màu cơ bản chính. Giá bán thì mình sẽ cập nhật phần sau của video. Ok, điểm nhanh qua về đầu xe thì giữa ba phiên bản của Honda Brio thì không có quá nhiều sự khác biệt. Cái lý tản nhiệt cũng thiết kế như thế này có thể nói là giống đến 90%. Hệ thống đèn có cách bật lại lên đây thì cũng khá là đáng tiếc, như mình nói ở bản trước, với một chiếc xe sedan hạng A thì tất nhiên thể đòi hỏi được quá nhiều, nhưng để gộp hệ thống pha cốt mặc dù vẫn có giải đèn led ban ngày ở đây, nhưng 2019 rồi, ok, nó là chiếc xe hiếm hoi mà để chung hệ thống pha cốt hiện tại như này. Vẫn có đèn sương mù ở trên phiên bản thấp nhất. Hệ thống cản sau này thì vẫn thế thôi. Phiên bản G này thì có thể nói hiểu nôm na như là trên Honda quy định. Mình qua để trên xe một tí sẽ rõ ý hơn. Trên phiên bản RS thì thường sẽ là bộ body kit kèm theo được trang bị ở trên xe như là dọc nén thân như này, hay là hệ thống, hay là cái bộ la răng. Mình có nói ở video trước thì trên bản G la răng ở đây sẽ là la răng 14 inch, còn trên hai phiên bản RS thì sẽ là la răng 15 inch. Vận hành thì vẫn khá là ok thôi, tuy nhiên thì cái la răng 14 inch này không quá thô, không phải là la răng đúc như là dòng spark van hay là những cái mẫu xe mà so với cái tầm tiền hay là bản thấp nhất mà các nhà sản xuất hay lựa chọn các xe của mình. Ok, về thân xe là như vậy. Đuôi xe, ở đuôi xe thì cái đèn này thật sự nó rất là ấn tượng, nó giống như các mẫu, cái thiết kế của nó giống như ở trên khá ở trên Honda Civic, thiết kế rất là đẹp, nhưng tuy nhiên ở trong này thì nó vẫn là đèn halogen. Ký hiệu tên xe Honda Brio cũng không có quá nhiều ký hiệu đặc trưng. Thường thì thông thường những các hãng khác thì sẽ ký hiệu các phiên bản ở bên này. Honda thì lại không. Honda ký hiệu phiên bản RS ở phần đầu xe. Phần ngoại thất thì quý vị các bạn có thể nhận biết phân biệt khá là nhanh ở hai phiên bản, ba phiên bản ở trên Honda Brio. Ở cốp sau thì vẫn là cốp chỉnh cơ thôi, vẫn gập được hàng ghế thứ hai và thông thang như này. Như mình có nói ở video ở bên phiên bản cao cấp nhất thì cốp của Honda Brio nó là sự rất là rộng, có thể để đến khoảng, nếu như hàng ghế thứ hai này dựng lên như bình thường thì sẽ rơi vào khoảng 4-5 van lim to để các bạn phải du lịch thoải mái. Tuy nhiên thì tất nhiên rồi, cái điểm này khi mà quý vị các bạn đi trời mưa, mình nghĩ nó sẽ là một cái điểm trừ khá là lớn. Tiêu thụ nhiên liệu ở trên Honda thì tiện đây. Đây là mức tiêu thụ nhiên liệu tem xanh của cục đăng kiểm cấp. Thì Honda Brio phải nói là rất ấn tượng khi ở trên video review về cái cảm nhận khi mình lái xe. Quý các bạn có thể tìm ở trong lít video ở trên kênh. Thì chỉ với 5,4 lít
trên 100 km đường kết hợp. Phải nói là hộp số CVT của Honda rất là ấn tượng và vẫn rất là gì đó, mà nó là một cái thương hiệu khá là ghê đấy nếu mà xét ở trong phân khúc hạng A như này. Thì ok, mức tiêu thụ trong đô thị mình nghĩ 6,6 ở cho với một cái xe nhỏ phân khúc hạng A thì ok, nó vẫn là hợp lý, có thể nhân chân ga chân phanh lên khoảng từ 7 lít đến 7 lít rưỡi. Còn thì ngoài đô thị thì chắc chắn rồi, dưới 5 lít quá tiết kiệm. Như mình nói thì cái đuôi gió này nó làm mình nhớ chiếc xe Ford Focus trên phiên bản, có thể ví đây là phiên bản tre, với cái có thể nói là ngắn đi một nửa, cái đèn cũng ít tính thẩm mỹ hơn, một điểm khá là dễ nhận biết trên hai phiên bản RS và G. Ok, mình cùng vào trong khoang nội thất để xem Honda Brio thì trang bị ghế ở trên Honda Brio thì vẫn là ghế chỉnh cơ thôi, trên tất cả các phiên bản là ghế chỉnh cơ, vẫn cái vô lăng như này. Tuy nhiên thì có thể nhận ra ngay ở đây là cốp nhựa nha các bạn nhé. Nó màu thì mình có thể thấy là nó đẹp hơn ở trên phiên bản RS hay RS OP1, nhưng cái nhựa đây cũng khá là thô. Đây thì được trang bị hệ thống không có màn hình giải trí 6,2 inch của Sony giống như trên phiên bản RS kia. Ok, tất nhiên là với cái tầm tiền và với cái phiên bản chia ra như này thì không thể đòi hỏi được, quý vị các bạn có thể lấy và cái trang bị cải tiến thêm sau. Hệ thống điều hòa thì vẫn vậy, vẫn tinh thần Nhật, nó trong gió ngoài đẹp như này. Hệ thống điều hòa khá là sâu đấy, khá là mát, mình cũng khá là hài lòng với cái hệ thống điều hòa như này. Hộp số thì vẫn là hộp số CVT thôi, anh em họ với Wigo, anh tay điện tử mà không có bậc tí tay. Ok, cái cốp phụ ở bên này mình thấy cũng khá là rộng so với một chiếc xe phân khúc hạng A như vậy, khá là rộng. Hơi tiếc là ở trên trong chiếc xe này thì cái hệ thống đèn có thể mình thấy có thể là nó khá là ít và gọi là đủ, chỉ gọi là đủ dùng thôi. Trên tất cả trên phiên bản G này thì cái chất liệu ở trên ghế thì sẽ vẫn là ghế nỉ và điều chỉnh cơ. Ghế nỉ hiện tại thì Honda Bắc Ninh có thể khuyến mại cho quý vị các bạn nhiều gói option lựa chọn kèm theo hay khuyến mại đi cùng giá bán. Có thể đặt vấn đề khi lựa chọn một bộ ghế da, mình thấy khá là ok. Hệ thống âm thanh thì Brio được trang bị 6 loa ở trên các phiên bản. Tuy nhiên thì do vấn đề về bản quyền nên mình xin phép là không được test loa ở đây. Hàng ghế thứ hai thì các bạn có thể xem ở phiên phần review của mình ở bên video bên kia. Mình ngồi 1m8, khá là thoải mái, rộng rãi. Mình hoàn toàn không chê gì Honda Brio cái khoang không gian nội thất, độ tiện nghi thoải mái ở trên xe. Về an toàn của cái phiên bản G này thì vẫn được trang bị đầy đủ thôi, vẫn hai túi khí phanh ABS, EBD khá là cơ bản và tiêu chuẩn nếu mà so với các đối thủ như là Hyundai i10 hay là Kia Morning. Tuy nhiên thì nó cũng không thể bằng được VinFast Fadin, chắc chắn rồi. Một chiếc xe khỏe hơn, được trang bị cân bằng điện tử. Ok, mình xem qua về phần động cơ. Động cơ ở trên phiên bản G thì vẫn là động cơ 1.2. Động cơ 1.2 với 88 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng một phút, chân cực kỳ to. i4 cũng đơn giản thôi, mở động cơ ra mới nhớ một chút thì ở trên cả 3 phiên bản của G
Honda Brio thì đều được trang bị hệ thống tay lái trợ lực điện. Cái này khá là cơ bản. Tuy nhiên thì hiện nay thì với cái nhu cầu và cái như tầm khách hàng mà Honda đang nhắm đến cho dòng xe Brio này là khách hàng trẻ tuổi, những vợ chồng mới cưới hay những người mua xe thêm nhằm mục đích như là chỉ di chuyển ở trong phố đô thị, nhu cầu đi lại không quá nhiều và không quá xa, nghĩ nó là một sự lựa chọn Honda Brio cũng rất là hợp lý. Mọi chi tiết hay review so sánh các phiên bản, đánh giá các phiên bản xe, giá bán xe tại thời điểm mà quý vị khách hàng muốn đặt cọc hay chương trình khuyến mại có gì hấp dẫn thì vui lòng liên hệ với mình qua hotline mình đăng để ở trên video và phần mô tả. Nếu quý khách hàng cảm thấy có ý kiến nhận xét hay đóng góp giúp mình phát triển kênh thì vui lòng để lại comment phía dưới. Có thể cho mình một like, share, một subscribe để mình có động lực ra những video tiếp theo. Cảm ơn.